Xin chào các bạn, chào mừng đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Trận chung kết Champions League đã kết thúc, nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng các cổ động viên. Hãy cùng tôi điểm qua những thông tin về trận đấu này. Bên cạnh đó là những tin tức hấp dẫn của thế giới bóng đá trong suốt 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến với phần tiêu điểm ngay sau đây. Thắng tối thiểu trước Huddersfield, Nottingham Forest trở lại Premier League. Mane xác nhận rời Liverpool vào mùa hè. Tuột chiếc cúp tài vòi, Gerrard chỉ ra vị trí Liverpool cần nâng cấp. Hazard giúp Chelsea hưởng lợi dù không được ra sân. Rangnick chia tay Man United rời luôn khỏi vị trí cố vấn. Huddersfield và Nottingham Forest đứng trước cơ hội lên trời ở Premier League trong trận đấu có giá trị hàng trăm triệu bảng. Tất nhiên, một cuộc đối đầu đầy quan trọng như thế này tại Wembley không có chỗ cho sai lầm. Hai đội bóng nhập cuộc với tâm thế thận trọng, thế nhưng Forest sau quãng thời gian đầu là những người chơi chủ động hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Steve Cooper kiểm soát phần lớn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Phải đến cuối hiệp 1, các thủ áo đỏ mới có thể ăn mừng bàn thắng. Bóng được James Garner tạt vào, dứt điểm bởi Ryan Arsted và đập người trung vệ Cowin của Huddersfield trước khi đi vào lưới. Một bàn thắng có phần may mắn nhưng là thành quả xứng đáng của Forest trong 45 phút đầu tiên. Huddersfield lúc này không thể chơi phòng ngự phản công được nữa. Thế nhưng sự thiếu sáng tạo trong mặt trận tấn công khiến các học trò huấn luyện viên Carlos Corberan không thể tạo ra sự đột biến. Forest dù không quá xuất sắc trong hiệp 2 nhưng vẫn có thể bảo toàn được cách biệt tối thiểu. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đội bóng này sau 23 năm chờ đợi. Một trong những thế lực hùng mạnh nhất của bóng đá Anh cuối cùng cũng đã trở lại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Trước trận chung kết Champions League, việc đi hay ở của hai ngôi sao Mohamed Salah và Sadio Mane là câu chuyện được giới mộ địa quan tâm. Nếu như vua Ai Cập khẳng định mình sẽ ở lại Liverpool vào mùa giải sau thì tiền đạo người Senegal tuyên bố sẽ chỉ làm rõ câu chuyện này sau trận chung kết vừa rồi. Và chớ trêu thầy, điều mà các Liverpoolian không muốn thấy nhất khả năng sẽ xảy ra. Trong những diễn biến mới nhất, nhà báo Fabrizio Romano đã đăng tải dòng trạng thái có nội dung như sau. Sadio Mane đã quyết định rời khỏi Liverpool vào mùa hè này. Cậu ấy đã sẵn sàng cho một trải nghiệm mới sau nhiều năm tuyệt vời với Liverpool. Điều này sẽ được xác nhận với câu lạc bộ. Bayern Munich là ứng cử viên nặng ký, nhưng cuộc đua cho chữ ký của Mane vẫn còn rộng mở. Bản thân Sadio đã muốn chờ đợi để hoàn tất trận chung kết. Với sự chia tay của cầu thủ mang số 10, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ rất đau đầu trong công việc tìm một cái tên thay thế hoàn hảo vị trí mà Sadio Mane để lại. Liverpool vừa có trận thua tối thiểu trước Real Madrid, qua đó tuột mất chiếc cúp vô địch Champions League. Nếu nhìn vào thế trận trên sân, ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho The Kop bởi đội chủ sân Anfield đã chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng không một lần xuyên thủng được mảnh lưới của Thibaut Courtois, người chơi hay nhất của trận chung kết. Tận mắt chứng kiến thất bại của Liverpool, chắc chắn Steven Gerrard cũng cảm nhận được nỗi buồn mà các thủ phải đối mặt. Trong buổi phỏng vấn với BT Sport sau trận đấu, cựu cầu thủ The Kop đã có đôi lời an ủi đội bóng cũ. Liverpool thiếu sự chính xác và tàn nhẫn trong những cơ hội mà mình sở hữu. Thật không may khi họ cũng phải đối đầu với một thủ môn hay nhất trận đấu. Trong một ngày mà Real phải chịu sức ép, họ đã phòng ngự ở đẳng cấp rất cao và chặt chẽ. Suốt 90 phút, Los Blancos đã cản phá, đấu tay đôi và phòng thủ khu vực một cách xuất sắc. Còn về phần Liverpool, nếu không mắc sai lầm, câu lạc bộ sẽ trở lại mạnh mẽ từ kinh nghiệm có được từ những trận chiến kiểu như này. Họ cần vượt qua nỗi đau và tìm lại từ đầu vào năm sau. Cũng trong buổi phỏng vấn kể trên, Steven Gerrard đã chỉ ra những vị trí mà Liverpool cần nâng cấp sau những vấn đề tồn đọng mà The Kop thể hiện ở trận chung kết Champions League. Cựu cầu thủ của đội chủ sân Anfield nói, Jordan Henderson và Jamie Miller không còn trẻ nữa. Tất nhiên họ vẫn là những cầu thủ hàng đầu. Hai cầu thủ này vẫn muốn tiếp tục và làm được nhiều hơn thế. Nhưng đối với Liverpool, 5, 6, 7 năm tới, họ sẽ cần một tiền vệ, một số 8, người có thể ghi bàn, nhân tố mang đến hiệu quả gấp đôi. Hiện tại, The Kop vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hàng tiền đạo 3 hoặc hàng tiền đạo 5 bao gồm Diogo Jota và Roberto Firmino. Nhưng câu lạc bộ luôn cần những tiền vệ có thể xâm nhập vòng cấm và ghi bàn cho đội bóng. Những lời nói của Gerrard là có cơ sở bởi Liverpool lúc này đang sống nhờ hơi thở của những mũi nhọn trên hàng công bao gồm Luis Diaz, Sadio Mane và Mohamed Salah. Trong một ngày mà bộ ba này bị bắt chết, The Kop sẽ gặp khó trong việc ghi bàn. Bên cạnh những Madridista đang vui sướng tột độ sau chiến công mà đội nhà giành được, Chelsea cũng là câu lạc bộ được hưởng lợi từ chức vô địch Champions League của Real Madrid. Theo giới truyền thông Anh, sau khi đăng quang ở giải đấu cấp độ câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải chuyển khoản cho đại diện phía Tây thành London 15 triệu bảng. Đây là điều khoản đã được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng Eden Hazard từ Chelsea tới Los Blancos vào mùa hè năm 2019. Thời điểm ấy, đội chủ sân Santiago Bernabeu đã trả ngay cho Chelsea 89 triệu bảng để đổi lấy cầu thủ mang số 7, nhưng chưa tính khoản phí phát sinh.
Điều đáng nói là tuy Real vừa có lần thứ 14 lên ngôi ở Champions League, nhưng tiền đạo người Bỉ lại chẳng đóng góp gì cho họ ở trận chung kết do không được huấn luyện viên Carlo Ancelotti sử dụng một phút nào. Những đóng góp của Hazard cho Real Madrid ở Champions League mùa này là cực kỳ ít ỏi. Anh chỉ chơi vỏn vẹn 3 trận với tổng thời lượng xuất hiện trên sân là 83 phút. Một trong những cầu thủ cố gắng nhất bên phía Liverpool là Mohamed Salah. Trước trận chung kết, Ngoại cập đã nói rất nhiều trên mạng xã hội và thực tế trên sân cho thấy anh rất muốn hiện thực hóa phát biểu trả thù Real Madrid. Với những Liverpoolian, động thái của Salah có thể làm họ phấn khích, nhưng với các huyền thoại và cựu cầu thủ, họ lại không hoan nghênh hành động này. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, Thierry Henry đã có những chia sẻ về câu chuyện này. Huyền thoại người Pháp nói: "Tôi luôn nói rằng đừng bình luận hay nói bất cứ điều gì trước trận chung kết. Đánh bại Real Madrid sau đó nói chuyện và nói rằng đó là sự trả thù và tất cả những điều này. Khi bạn phát biểu trước một trận chung kết, bạn phải giành chiến thắng." Bên cạnh đó, Henry cũng dành lời khen cho Thibaut Courtois, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. "Hãy nhớ những gì tôi đã nói trong trận bán kết, mọi người không dành cho Courtois sự tín nhiệm xứng đáng. Cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và giỏi hơn cả Ederson." Mặc dù nhận thất bại tối thiểu trước Real Madrid tại trận chung kết Champions League, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn tự hào với các học trò của mình. Trong buổi phỏng vấn sau trận với đài BBC Sport, nhà cầm quân người Đức cho biết: "Chúng tôi đã có một trận đấu tốt nhưng lại để thua 0-1. Trong phòng thay đồ sau trận, tôi đã nói với các chàng trai của mình rằng tôi cảm thấy tự hào về họ, nhưng các thủ cần thời gian để chấp nhận thất bại này. Phải nói rằng các học trò của tôi đã có một mùa giải xuất sắc. Chúng tôi chỉ thua 1 điểm so với Man City và thất bại tối thiểu trước Real Madrid. Điều này không phản ánh tất cả những gì chúng tôi làm được ở mùa bóng năm nay. Liverpool là một câu lạc bộ tuyệt vời và chúng tôi sẽ trở lại." Công bằng mà nói, The Kop đã có một mùa giải thành công. Họ chỉ kém may mắn ở những thời khắc quyết định. Tuy vậy, với hai danh hiệu Carabao Cup và FA Cup, các Liverpoolian cũng có thể hài lòng với đội bóng của mình. Theo những thông tin từ trang chủ của Man United, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã quyết định thôi làm việc ở Quỷ Đỏ dưới mọi chức vụ để tập trung cho việc dẫn dắt đội tuyển Áo. Câu lạc bộ xác nhận, Man United muốn cảm ơn Ralf Rangnick vì những nỗ lực của ông trong 6 tháng với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng. Theo thỏa thuận chung, Rangnick giờ sẽ chỉ tập trung vào việc dẫn dắt đội tuyển Áo, vì vậy ông sẽ không đảm nhận vai trò cố vấn cho Quỷ Đỏ. "Chúng tôi chúc Ralf gặp nhiều may mắn ở trường tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân của ông ấy." Trước đó, khi hai bên bắt đầu hợp tác, huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật hoặc giám đốc thể thao để giúp đỡ tân huấn luyện viên ở mùa giải sau trong những vấn đề về chuyên môn cũng như chuyển nhượng. Nhưng quyết định không giữ bất kỳ vai trò nào ở Old Trafford mới đây của Ralf Rangnick đã khiến nhiều Manusian tiếc nuối. Với mục tiêu quay trở lại mùa sau, Man United được dự báo sẽ có một phiên chợ hè bận rộn. Bên cạnh việc bán đi những người thừa trong đội hình, Quỷ Đỏ sẽ phải mang về những cái tên chất lượng và phù hợp với triết lý chơi bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo quan điểm của Patrick Evra, nhà cầm quân người Hà Lan chiêu mộ những cầu thủ không những phù hợp với phong cách của mình mà còn phải có tinh thần làm việc nghiêm chỉnh để tuân thủ những chỉ đạo của Ten Hag. Tờ Manchester Evening News dẫn lời cựu cầu thủ của Nờ Đỏ thành Manchester: "Khi Erik Ten Hag mang một cầu thủ về câu lạc bộ, ông ấy phải đảm bảo rằng họ không đến vì tiền và danh tiếng mà là để chiến đấu cho câu lạc bộ. Đối với tôi, đây sẽ là một trong những điều quan trọng nhất đối với Ten Hag." Với phát biểu này, có thể thấy những động thái phiên chợ mùa hè năm nay của Man United đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo tờ Express, Man United sẵn sàng trao cho tiền vệ Frankie de Jong mức lương 395.000 bảng một tuần. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Hà Lan sẽ bỏ túi mức thù lao 20,5 triệu bảng một mùa. Quỷ Đỏ đang sốt sắng trong việc chiêu mộ de Jong ở phiên chợ mùa hè. Huấn luyện viên Erik ten Hag liên tục trò chuyện với cựu cầu thủ Ajax trong vài tuần qua để thuyết phục de Jong chuyển đến Old Trafford. Nhà cầm quân người Hà Lan đang ưu tiên việc nâng cấp tuyến giữa hơn những vị trí khác. Về phần Barcelona, họ đang gặp một số vấn đề về mặt tài chính. Điều này đã dấy lên những tin đồn về việc Blaugrana sẵn sàng bán đi tiền vệ của mình để giải quyết khó khăn kể trên. Nhưng việc De Jong 5 lần 7 lượt khẳng định mình muốn ở lại sân Camp Nou đã khiến thương vụ này bế tắc. Bên cạnh đó, việc đội chủ sân Old Trafford không được dự Champions League cũng là một lý do khiến cầu thủ mang áo số 21 không muốn cập bến câu lạc bộ. Tuy vậy, Man United đang rất tự tin sẽ có được De Jong với mức lương khủng kể trên. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.